Tại sao hơn một năm rưỡi làm food review mà mình không biết đến cái quán này? Xin chào mọi người, mình là thi đây. Với bí quyết gia truyền làm nên tên tuổi của món mì vịt tiềm chứa danh, cùng món sữa cảo mập mạp, hủ tiếu sao thì thơm nước mũi và rất nhiều món trung hoa xuất hiện ngay kể cái quán hồng ký mì da này. Cái cả món nước xăm ở đây cũng rất là tuyệt vời luôn Hôm nay mình ăn cùng gia đình nên đã kêu một cái bàn hoành tráng như thế này Không chỉ ngon và bắt mắt như thế đâu mà giá còn siêu hạt dẻ như nha Chỉ từ 20 xu cho đến 90 xu một món thôi Đầu tiên không thể không nhắc khi đến đây ăn là phải gọi một cái dĩa sủi cảo to ú ụ như thế này Vì chứ những món này là đứa em trai của mình nó mê tích và ăn rất là ngon miệng luôn Phần nước súp đi kèm rất là thanh ngọt nha Chưa gì mình đã thấy hợp công vị ngay khi thử món đầu tiên rồi Món mi vịt tiềm này mình sẽ chấm 10 điểm vì nó quá xuất sắc luôn á Cái miếng vịt tiềm sẽ khiến cho mọi người ngất ngay luôn về cái hương vị của nó kiểu đậm đà á kèm thêm một chút đu đủ ngâm và nước sốt món này vừa dinh dưỡng cao vừa tốt cho sức khỏe và giải nhiệt trong người nữa đây là gà ác tìm thuốc bắc vừa thổi vừa ăn nha sài gòn mưa mà ăn được mấy món này thì xỉu ngang được chưa gà tìm đủ lửa với các loại thảo dược quý bí quyết tìm đặc biệt nên cái vị của nó ngọt nhẹ gà ác thì rất là mềm chỉ còn ăn một thì thôi là thấy khỏe ra liền cái món cơm chiên hải sản nhìn đơn giản mà vị ngon lắm lận tôm mực thì tươi xào chung với lại rau củ nữa rất là hợp khẩu vị với mình luôn đi kèm với lại cơm chiên là kén canh súp rau thanh đại và khiến mình mắc chữ o và mồm chữ a luôn á món nào đem ra cũng được nóng hổi luôn ăn đến đây thì nhà mình ai nấy đều no nê nhưng mà chợt thấy menu còn có thêm cái món hủ tiếu xào hấp dẫn quá nên đã gọi luôn một cái phần hoành thánh nước và hủ tiếu xào này và cái kết là hai cái món này ngon hơn mong đợi quá xuất sắc luôn đó nha vì đây cũng là nơi thích hợp dành cho gia đình và bạn bè để tụ họp đây cũng là một cái lý do mà mình sẽ tới đây hoài với một cái hóa đơn là 100 k thì mọi người sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng nha giải thưởng cao nhất là chiếc tivi nha bye bye mọi người